cạm bẫy cuộc đời. Nếu nghe hết câu chuyện này, cuộc đời của bạn có thể được giải thoát. Ở một khu rừng nọ có một loài thú rất là quý hiếm, có rất nhiều thợ săn giỏi đã không thể nào bắt được chúng. Một ngày nọ, câu chuyện này đã đến tay một vị doanh nhân và ông ta nói rằng: "Tôi có thể bắt được tất cả những loài thú này." Và ông ta đã nghiên cứu tập tính, thói quen, địa điểm chúng hay đến, loại thức ăn mà chúng thích. Sau đó, ông ta đã đến địa điểm và đào một cái lỗ cầm một cái cây, ông ta rắc một ít thức ăn. Ngày tiếp theo, ông ta cũng đào một cái lỗ cầm một cái cây và rắc nhiều thức ăn hơn. Ngày thứ ba, ông ta cũng làm tương tự và sau đó từng tấm lưới được rào lại giữa các trụ cột trên. Và ngày cuối cùng, ông ta để thật nhiều thức ăn nhất. Và sau khi con thú cuối cùng đã vào bên trong thì cánh cửa cuối cùng cũng được đóng lại, tất cả các con thú đều bị bắt hết. Câu chuyện này muốn nói lên điều gì? Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta đi làm cũng giống như là được cho một ít thức ăn. Và khi chúng ta không muốn làm việc nữa thì ông chủ sẽ cho mình nhiều thêm thức ăn một chút. Và cuối cùng, cả cuộc đời của chúng ta sẽ ở trong chiếc bẫy thức ăn đó và chúng ta không hề hay biết.